Hello, xin chào các bạn đã quay lại với vlog của Manny. Trong vlog này thì mình sẽ nói về một cái vấn đề mà nó sẽ có một chút xíu liên quan về một cái sự kiện mà vừa mới nổi sáng nay. Đó là cái vụ mà Sơn Tùng gỡ video bởi vì một cái beat gì đó mà bạn Onion có thừa nhận là bạn có copy cái beat đó. Thì cái sự việc đó mình sẽ không có đánh giá, nhưng mà cái sự việc đó là mình liên tưởng tới một vài cái quảng cáo gần đây mà mình thấy quảng cáo rất là rầm rộ ở trên Facebook. Đó là các bạn thấy có một thằng rồi sờ bấm điện thoại. Yeah, 1 phút 30 giây rồi chúng ta đã có được một cái beat rất là chuyên nghiệp. Yeah. Hoặc là có một bạn nữ mở cái laptop lên và quay qua camera và nói là ai nói phụ nữ không có thể làm được nhạc. Đây các bạn nhìn thấy xem, với một cái sample bass và một cái MIDI bass như thế này, chúng ta đã có thể làm được một bài nhạc rất là chuyên nghiệp. Hãy mua BJ cái sản phẩm của chúng tôi ngay bây giờ để có được một sản phẩm chuyên nghiệp. Thì cái đó làm cho mình suy nghĩ tới một cái vấn đề mà mình cũng thường xuyên gặp phải khi mà mình dạy những cái khóa offline hoặc là online tại MCMA về làm nhạc hoặc là làm beat. Thì cái vấn đề đó là các bạn hiểu sai về cách sử dụng sample và các bạn quá lệ thuộc vào nó. Có một cái video trước đây mình có nói là mình vẫn sử dụng sample và sử dụng sample là một điều tốt. Nhưng mà mình sẽ giải thích cụ thể hơn trong cái video lần này để cho các bạn biết là sử dụng như sample như thế nào để nó hợp lý và nó tránh gây ra phiền hà, để nó dẫn tới những cái liên quan về pháp luật hoặc là kiện tụng sau này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video lần này. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu video. Thì như các bạn đã biết thì trong cái khóa mà dạy làm nhạc online, cái khóa EMB General hay là Electronic Music Production cho Beginning chẳng hạn, hay là cái khóa gần đây nhất là FL Studio với bạn Professor Nip mà mình đã vừa ra mắt cùng với MCMA, thì trong tất cả các khóa đó mình đều nói rất là rõ là các bạn được phép sử dụng sample và sử dụng sample càng nhiều càng tốt. Nhưng mà mình sẽ giải thích lại cho các bạn hiểu sample là cái gì ha. Thì sample á, thì mình đã có mention trong cái khóa học á, là có một cái phần mềm slide và trên đó các bạn có thể search những cái sample đó, những cái đoạn thu sẵn làm sẵn, giống như là ở đây mình search là bay loop chẳng hạn, thì mình bấm vào ha, thì nó sẽ ra một cái tiếng bay. Đó, nét nó hơi chậm, sorry các bạn. Thì đây là cái kho sample mà các bạn trả tiền hàng tháng. Mỗi tháng nó sẽ trả tiền các bạn và các bạn lên trên đây muốn search cái sample gì cũng có và nó từng đoạn nhỏ nhỏ như vậy để chúng ta ghép vào bài nhạc của chúng ta, đúng không? Rồi tiếp theo là các bạn có thể mua một cái pack sample, thì các bạn download về nguyên cái folder, nó sẽ chia ra là có rất là nhiều thứ ở trong đây để chúng ta có thể sử dụng ha. Và thậm chí các bạn có thể download luôn cái cả cái file MIDI, là cái file digital mà để các bạn nhập dữ liệu vào trong máy tính. Thì ở đây mình có một cái bài để mình minh họa ha. Cái bài này các bạn là cái bài mà các bạn nghe intro trong video đó, mình sẽ không cần play lại cho các bạn nghe. Thì trong cái khóa học mình có nói là cái phần quan trọng là cái phần beat và melody, đúng không? Thì để chúng ta tạo ra một bài nhạc hoàn chỉnh. Nhưng các bạn quá lệ thuộc vào cái phần sample là các bạn bị bí ý tưởng, các bạn lên nghe những cái đoạn melody hay và các bạn lấy cái đoạn melody đó làm cái ý tưởng của chúng ta. Nhưng mà sau đó các bạn quên xóa nó đi, hoặc là vì một lý do gì đó mà các bạn vẫn để nó lại, thì cái đó nó sẽ gây ảnh hưởng là melody tất cả các bài đều giống nhau, đều na ná nhau. Nếu các bạn lên những cái kho beat hay là những cái trang mà bán beat á, các bạn sẽ nghe sao nhạc nó giống giống nhau nhiều và nó rẻ, nó chỉ có vài trăm ngàn một bài, đúng không? Và các bạn mua những bài đó về và tới khi mà các bạn release cái bài đó, các bạn mới phát hiện là các bạn bị kiện vì lý do bản quyền. Bởi vì trước đó đã có người mua những bài đó, hoặc là trước đó bạn mua một cái license và license nó sử dụng trong một khoảng thời gian, và khi nó đạt được cái limit của nó thì các bạn không mua tiếp thì các bạn sẽ bị kiện bởi vì các bạn không mua tiếp license ha. Thì cái vấn đề của Sơn Tùng hay là Onion đó, thì mình không biết nó diễn ra như thế nào, nhưng mà cơ bản mình có nắm thông tin đó, là cái bạn producer này phát hiện ra là cái bản MV của Sơn Tùng có sử dụng cái beat của bạn đó nhưng mà không trả tiền hay gì đó, hay là trả tiền không đủ gì đó, mình không rõ lắm. Và sau đó bạn Onion có confirm là bạn có copy từ cái bài nhạc đó và một số bạn không có làm nhạc, thì các bạn lại hỏi là tại sao producer lại đi copy nhạc của người ta. Thì như mình giải thích vừa rồi đó, là do các bạn sử dụng sample,
các bạn sử dụng cái sample pack MIDI pack và các bạn không có chỉnh sửa modify theo ý của bạn, dẫn tới là cái sự việc là nhạc nó trùng nhau và có thể dẫn ra tới kiện tụng. Cái sự việc đó thì mình không biết là do nó trùng hay là cố ý thì mình không có biết rõ, nhưng mà mình nghĩ là Audion là một producer khá là nổi và các bạn có kỹ năng. Mình đã từng gặp bạn đó, đã từng trao đổi, bạn này là một người có kỹ năng hẳn hoi chứ không phải là một kiểu internet producer, nên mình nghĩ có cái chuyện gì đó mà phía sau hậu trường chẳng hạn, mình không biết nên mình sẽ không nhận xét, nhưng mà chắc chắn Audion là một producer giỏi. Quay lại với chủ đề của chúng ta thì cái melody là bắt buộc cái mà các bạn phải tạo ra. Bởi vì sao? Tại vì có hai thứ mà trên luật pháp mà các bạn sẽ không bao giờ các bạn được sở hữu, đó là hòa âm, thứ hai nữa là beat, là các bạn sẽ không bao giờ được sở hữu. Beat ở đây mình nói đó là một cái đoạn drum loop, ví dụ như đoạn này chẳng hạn. Đó. Và cái thứ ba nữa là các bạn không được sở hữu sample, là cái sample đó bạn có thể tạo ra nó cho người khác mua, nhưng mà bạn không thể đi đem đăng ký một cái tiếng gõ trên bàn như mà các bạn đi đăng ký bản quyền được, đúng không? Nhưng mà tại sao người ta vẫn thích làm những cái việc đó? Bởi vì những người họ có kỹ năng á, thì họ sẽ muốn làm những cái việc đó để họ có thể sáng tạo và modify cái sản phẩm của họ tối ưu nhất có thể. Điều đó đòi hỏi các bạn phải có kiến thức, phải tìm hiểu và các bạn phải học những cái lớp nền tảng. Và những cái lớp nền tảng đó mình dạy rất là nhiều ha, ở trên kể cả khóa online, khóa offline mình dạy rất là nhiều về những khóa nền tảng. Rồi, đó là lý do mà các bạn phải modify cái sample của bạn. Các bạn có thể dùng nó ngay từ ban đầu là dùng để phát triển ý tưởng, nhưng mà sau đó các bạn phải chỉnh sửa nó. Rồi, tiếp theo nữa, vậy là cái melody của các bạn phải xử lý nó như thế nào? Một là các bạn dùng một cái melody các bạn nghe để các bạn ok, catchy, hứng thú. Giống như Deadmau5 có từng nói là Deadmau5 lấy một cái acapella, sau đó bỏ vô nhạc làm inspire và làm ra một bài nhạc. Sau đó thì xóa cái acapella đi và giữ lại cái bản nhạc mà Deadmau5 làm và release nó với một cái track original. Điều đó có nghĩa là các bạn lấy cảm hứng từ một cái đoạn nhạc, một đoạn loop, một đoạn MIDI, một đoạn vocal có sẵn để bạn làm ra sản phẩm của bạn dựa trên original work. Có nghĩa là những cái bài nhạc đó là idea của các bạn mà các bạn chỉ inspire bởi một cái bài nhạc khác, chứ không phải là chúng ta đi copy toàn bộ 100%. Các bạn có thể lấy sample bởi vì các bạn nghĩ nó là sẽ không, người ta sẽ không phát hiện cả triệu cái sample, ai mà nghĩ nó lại giống nhau. Nhưng mà có bạn có bao giờ mà các bạn vô tình nghe một hai bài nó giống nhau không? Đúng không? Điều đó xảy ra rất là thường xuyên. Nên quay lại vấn đề là khi mà các bạn làm nhạc thì các bạn nhớ beat các bạn có thể copy được, nhưng mà melody thì các bạn giúp mình là hãy luôn luôn sáng tạo cái melody. Thật sự làm như thế nào đúng thì mình đã có những cái video nói từ trước, ví dụ như cái video mà làm beat hip hop trên Ableton cực dễ chẳng hạn. Mình cũng dùng một cái đoạn loop percussion, đúng không? Và từ cái loop percussion đó mình phát triển lên cả một bài nhạc. Và có một anh rapper bạn của mình lên rap bài đó và chúng mình release cái bài nhạc đó. Các bạn có thể xem video này, lại video này tại đây, đúng không? Rồi, thì cái đó là cái cách mà chúng ta sử dụng sample hợp lý. Còn cái cách nữa là các bạn tạo ra sample thì mình cũng có là một cái video về cái sample challenge. Đó là cầm cái máy ghi âm và chúng ta đi thu lại toàn bộ những cái sample mà chúng ta có thể gõ hoặc là tác động để nó gây ra tiếng được, và tạo ra những bài nhạc và những cái kỹ thuật của các bạn. Đó là hai cách để các bạn sử dụng sample. Còn khi mà các bạn DAW ở trên đây, như các bạn thấy trên màn hình nè, mình sẽ minh chứng cho các bạn luôn là làm nhạc cực kỳ dễ, nó không có khó một chút nào hết. Ở đây các bạn thấy là mình có một cái đoạn guitar đây, các bạn thấy cái đoạn guitar này rất là catchy, rất là thu hút, đúng không? Và nó có tên là SCES118 Guitar Melody Careless C thứ minor, và sau đó mình đắp thêm một cái drum loop vào cái đoạn drum loop, đúng không? Và sau đó mình search trong cái library mình thì mình phát hiện ra mình có một cái MIDI pack mà cho bass, nó tên là OSABF125 C dáng minor tranquility bass,
Đó, rồi mình bỏ vô trong đây, mình chọn cái preset bay. Rồi, vậy là mình ra được một bài nhạc. Nên cái chuyện làm nhạc như mình nói với bạn rất là đơn giản, nhưng mà mình làm được tới đây rồi mình làm tiếp tục cái gì nữa? Thì đó là một cái câu hỏi rất là lớn. Đây chỉ là các bạn chỉ mới học được cái kỹ năng gọi là sắp xếp một bài nhạc thôi. Sắp xếp những, không phải sắp xếp một bài nhạc, mà nó là sắp xếp những cái đoạn được làm sẵn, rồi các bạn chọn nó, các bạn gom lại thành một cái bài nhạc thôi. Chứ không phải là các bạn làm nhạc. Các bạn chưa phải là một producer, các bạn chỉ là video thì có video editor, còn cái này thì gọi là music editor thôi, chứ không được gọi là producer. Các bạn lưu ý vấn đề này. Nếu mà các bạn thật sự đam mê và yêu thích cái này á, thì các bạn cần phải học thêm nhiều thứ nữa. Thì những cái khóa mình dạy online đó là những thứ hết sức là cơ bản để các bạn có thể trở thành một music editor, producer, đúng không? Là để các bạn hiểu cơ bản, ok, nó sẽ có phần A, phần B, phần C, phần D, quy trình làm ra một bài nhạc các kiểu. Nhưng mà để các bạn thực thụ mà trở thành một producer thì các bạn đi học 6 tháng và sau đó các bạn tiếp tục làm cái công việc đó liên tục 1-2 năm trời để các bạn bồi bổ thêm kiến thức của mình, để các bạn có thể trở thành đúng nghĩa là producer. Rồi, vậy kết luận cái vấn đề này là các bạn sử dụng sample, đừng có quan tâm là các bạn đào cái sample này ở đâu, hay là các bạn đào cái MIDI pad, hay là tìm ý tưởng từ những cái có sẵn của người khác. Dùng ý tưởng, ý mình là dùng ý tưởng của người khác, ý mình là dùng ý tưởng có sẵn của người khác, đúng không? À, đúng rồi. Đừng dùng ý tưởng có sẵn của người khác, mà các bạn hãy dùng cái ý tưởng đó theo một cách của mình, là cái cách đó các bạn dùng để inspire bản thân mình làm ra được một cái đoạn nhạc mình yêu thích, đúng không? Và lưu ý cái vấn đề là melody cực kỳ nhạy cảm trong cái lĩnh vực âm nhạc này. Bây giờ các bạn có một cái đàn, ở đây mình không có đàn ở đây, nhưng mà hiểu đơn giản thì các bạn đàn mình có thể a few moments later. Rồi, để mình ví dụ với các bạn về melody ha. Ở đây mình có một cái đàn, ok, nhưng mà để mình hát cho các bạn nghe. Nhưng mà để mình hát cho các bạn nghe cái đàn này mình để lên cho đẹp thôi. Cái đàn này mình để lên cho đẹp thôi. Ok, các bạn đã nghe một cái bài mà hết sức là fun, mà cũng lâu rồi mọi người hay hát lại á. Để coi các bạn đoán coi cái bài nhạc này mình hát là bài gì. Hai con thằng lằn con. Rồi, các bạn biết bài gì đúng không? Nhưng mà để mình hát tiếp. Hai con thằng lằn con đua nhau cắn đứt. Một con vịt xẻ ra hai con thằng lằn con đua nhau cắn nhau đứt, con chim non trên cành cây hót níu non, hót níu non. Đây là cái ví dụ cho các bạn thấy là cái cách ghép melody. Ví dụ như cái bài hai con thằng lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non, đúng không? Thì thay vì các bạn hát nguyên bài là mình bị inspire từ cái bài hai con thằng lằn con và mình tạo ra một cái giai điệu đùa nhau cắn nhau đứt con chim non. Điều đó là không ai ngờ, đúng không? Là bởi vì cái melody á, các bạn trên cái đàn này các bạn thấy á, như cái đàn này một cái đàn nhỏ chỉ 25 phím thôi, đúng không? Nhưng mà các bạn hãy tính những trường hợp cái khả năng mà một cái melody có thể trùng nếu mà các bạn tự sáng tạo ra nha. Thì 25 phím này các bạn mũ 25, nó sẽ ra bao nhiêu trường hợp có khả năng các bạn làm giống cái melody mà mình làm trên cái đàn, đúng không? Nên melody á, mà khi mà các bạn nghe hai bài mà tự nhiên các bạn nghe thấy ồ sao nó giống nhau vậy, thì cái đó nó không hẳn là nó giống nhau. Cái chuyện mà giống nhau exactly thì cái chuyện đó mình không bàn nữa, nó vi phạm pháp luật rồi. Nhưng mà nó giống nhau theo cái kiểu là à, nghe cái này quen quen nè, à, cái này nó mình có hơi hướng gì nè. Đó, đó là cái ví dụ mà về cái bài hai con thằng lằn con đó,
là cũng là cái melody đó, nhưng mà cái kết câu nó là một cái nốt khác và nó là một cái đoạn khác, thì nó đã ra một cái sản phẩm âm nhạc khác rồi. Chứ không nhất thiết là các bạn phải vắt óc suy nghĩ, ôi bây giờ phải làm cái gì đây, trời ơi ngồi nghĩ hoài mà không ra được bao nhiêu cái nhịp đầu. Nếu các bạn xem cái khóa học của Armin van Buuren, các bạn cũng thấy là Armin van Buuren inspired bởi Ali Sati, là một cái pianist composer rất là nổi tiếng ở cái thời xưa gì đó. Thì Armin van Buuren cũng sử dụng những cái hòa âm đó, và từ những cái hòa âm đó anh ấy tạo ra một cái bài nhạc trend dựa trên cảm hứng từ một bài nhạc cổ điển. Đó cũng là một cái ví dụ nữa. Thì các bạn nào mà biết Armin van Buuren thì có thể tham gia khóa học trên Masterclass của anh ấy để xem. Còn nếu mà các bạn không biết Armin van Buuren, cũng không biết anh ấy dạy cái gì, thì các bạn có thể xem những cái khóa học cơ bản mà mình có dạy để link phía dưới. Rồi, kết thúc video này thì đúc kết lại vấn đề là các bạn lưu ý là các bạn sử dụng sample cho hợp lý, và đừng tin vô những cái quảng cáo trên Facebook mà các bạn thấy là các bạn mua cái pack này thì các bạn về bỏ cái MIDI vô thì các bạn sẽ trở thành producer. Đừng bao giờ mơ mộng tới cái chuyện đó, mà chúng ta phải đi từ con số 0, chúng ta phải học từ nền tảng, chúng ta phải hiểu về lý thuyết cơ bản nhất để chúng ta bắt đầu con đường trở thành một producer chuyên nghiệp. Thì cái video này mục đích là để câu like câu view thôi chứ không có gì hết. Thì từ cái sự việc của Sơn Tùng thì mình nó quay lại cho mình những cái cảm giác là mình cảm thấy ức chế bởi những cái quảng cáo như vậy mà làm cho thị trường đi theo một cái hướng nó hoàn toàn nó khác biệt so với những cái gì mình suy nghĩ. Thì mình muốn cái video này nó giúp các bạn định hướng lại cái định nghĩa là producer, như thế nào là producer, chứ không phải là đi copy những cái original work của người khác và sử dụng nó trong cái bản sản phẩm của mình và release nó dưới tên của mình. Thì ok cũng được, nếu các bạn không bị kiện thì ok, cái đó là chuyện của các bạn, không liên quan tới mình. Nhưng mà những cái người trong giới sẽ không có tôn trọng bạn cho đó. Ok, quyết định vậy ha. Ok, còn những cái video khác các bạn có thể xem những cái kênh của mình, những cái video nãy giờ mình có mention, thì toàn bộ nằm trên kênh của mình, các bạn có thể xem lại. Rồi, hôm nay ngắn gọn chia sẻ như vậy thôi, nó không có gì ghê gớm hết. Rồi, chào tạm biệt các bạn. See ya, hẹn gặp lại. Bye bye.